Xin kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Điểm tin của buổi sáng ngày thứ Năm, ngày 14 tháng 10 năm 2021. Và chúng tôi cũng xin gửi lời chào đến quý khán giả đang xem đài, cũng như là quý khán giả của hai miền Đàm Bắc Cali trên hệ thống băng tần VNATV 57.3, 16.10 và 26.9. Và xin gửi lời chào đến chú Chu Tất Tiến, từ chú. Xin chào Phương Thảo, kính chào quý vị. Thưa quý vị, chắc quý vị biết là Norway, tức là Na Uy, là một đất nước phải nó từ xưa giờ vẫn hiền lành. Đất nước ở cực Bắc lạnh kinh khủng luôn đó. Và trước giờ chả có cái chuyện gì mà kinh khủng. Trước có một lần là có một tay khủng bố đã bắn giết khoảng chừng 27 người ở bãi biển, nhưng mà chuyện đó xảy ra rất lâu và cả mấy chục thập niên là mới có một lần. Bây giờ lại có một vụ xảy ra nữa, một cái anh điên khủng vác cái cung một tên đi bắn người loạn xạ ngầu lên, và anh ta đã bắn chết năm người bị chết và hai người bị thương. Và sau đó anh ta bị bắt và nhốt ở gần cái city of Trondheim. Thì người ta bây giờ đang tìm thêm có người nào mà phụ tá hay không, nhưng mà chỉ biết là trước mắt là bắt được một hung thủ đang cầm cái cung tên và đi bắn người và bắn chết rất là tội nghiệp, và năm người Na Uy đã bị chết một cách rất là vô duyên vô cớ. Mà chúng ta rất là đau buồn tại vì cái tình hình con người bây giờ, nhân loại bây giờ có vẻ là càng ngày càng đi xuống chỗ về bạo lực, về thù ghét, về giết chóc nhau. Cho nên ở chỗ nào cũng vậy, ngay Na Uy là cái đất nước rất là hiền lành mà tự nhiên thì sao lại có những cái vụ mà đi giết người một cái bừa bãi như vậy, thưa quý vị. Thầy đọc cái tin này để báo cho quý vị biết là chúng ta, những người Việt ở trên đất Mỹ này cũng nên cẩn thận, vì nước Mỹ này là cái nước bạo động còn kinh khủng hàng gấp 100 lần Na Uy đó. Thầy là có những cái vụ giết người một cái vô duyên vô cớ. Cho nên chúng ta đi ra ngoài đường cẩn thận, mắt trước mắt sau. Nhà chúng ta cũng nên làm cái bôn lóc, tức là cái khóa mà nó chui vào thế này, ở trước cái khóa nó cứng thế này, nó không có đạp cửa vô được. Thì chúng ta thấy là có một vài vụ mà có những kẻ hung thủ đã đạp cửa gái văng cái cửa lên. Nếu mà cái khóa tròn thì cái khóa rất là dễ mà phá cửa vô. Thì chúng ta nên làm mỗi nhà một cái bôn lóc, rồi chắc ăn không có dùng vai hay là dùng chân đá đạp vô được. Mong cho người Việt chúng ta không có gặp một cái trường hợp tương tự, thưa quý vị. Và chúng tôi gửi đến cho quý khán giả một cái bản tin đến từ Trung Quốc. Thì mới đây Trung Quốc cũng đã cho biết rằng là họ đang chuẩn bị để mà xét nghiệm hàng chục ngàn những cái mẫu máu mà lấy được từ thành phố Vũ Hán và đã được tích trữ trong vòng 2 năm qua kể từ khi đại dịch COVID-19 đã bắt đầu bùng phát, để mà nhằm điều tra về cái nguồn gốc của loại COVID này. Thì việc xét nghiệm hiện tại cho thấy rằng là Trung Quốc cũng đang nhận được rất nhiều lời kêu gọi phải minh bạch về cái vấn đề nguồn gốc của cái vấn đề đại dịch. Và cái số máu đang được dự trữ tại Trung Quốc lên đến là khoảng 200.000 mẫu, là trong đó có những cái mẫu lấy từ những cái tháng cuối năm của năm 2019 khi đại dịch bắt đầu bùng lên, và tháng 2 của năm nay, năm 2021, thì chúng ta cũng đã thấy rằng là phái đoàn điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố đây là một trong những cái dữ liệu rất quan trọng để mà có thể giúp xác định được là nguồn gốc của nCoV lây từ người lần đầu tiên khi nào và xuất phát từ đâu. Và hiện tại những cái mẫu máu mà được lưu giữ tại trung tâm máu của thành phố Vũ Hán và đã được những cái chuyên gia cho biết rằng lấy trong suốt cái năm 2019 luôn, nên là những cái dữ liệu này sẽ rất đúng với cái thời gian của một loạt là những người dân của thành phố Vũ Hán. Là chúng ta cũng biết rằng nơi đây được cho rằng là nơi coi như đầu tiên đã xuất hiện cái virus coronavirus mà nói là lây từ dơi sang người. Và cái số mẫu máu đã lưu trữ để mà phòng cho những cái trường hợp làm bằng chứng trong bất cứ một cái vụ kiện nào có liên quan đến những cái người hiến máu, thì những cái người giới chức Trung Quốc cũng cho biết. Thì chính vì vậy mà rất là có cơ hội để có thể xác định được coi là cái nguồn gốc có phải lây nhiễm vào những năm cuối tháng 11, 12 của năm 2019 hay không. Và cái thời gian này chờ đợi, khi mà chúng ta cũng đã sắp thấy rằng là đang ở tháng 10, tháng 11 so với cái thời điểm trước đó 2 năm thì cũng gần là 2 năm rồi. Và đây là một trong những cái bản tin rất là gây chú ý khi mà những cái Tổ chức Y tế Thế giới cũng như là Hoa Kỳ đã cử một nhóm chuyên gia để mà có thể là đàm phán và làm việc, là yêu cầu và Trung Quốc phải cho những cái mẫu xét nghiệm như thế nào để phát hiện ra được nguồn gốc lây nhiễm hay là rò rỉ ra từ phòng thí nghiệm của thành phố Vũ Hán như thế nào. Và theo như một cái giới chức của Bộ Y tế Trung Quốc cũng đã cho biết rằng là họ đang chuẩn bị những cái mẫu xét nghiệm này để xét nghiệm cái mẫu máu đó, và đồng thời xác nhận rằng là sẽ bắt nguồn xét nghiệm khi cái thời hạn 2 năm nêu trên cũng đã bắt đầu hết hiệu lực. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật về vấn đề này cho quý vị.
Thưa quý vị, một cái tin phải nói là để cảnh báo cho tất cả những người nào muốn xài truck đó, thưa quý vị. Ở bên Singapore thì vừa mới đây một người đàn ông sẽ bị treo cổ. Treo cổ, thưa quý vị, Singapore là một đất nước rất là nghiêm ngặt về vấn đề mà ma túy, thưa quý vị. Một người đàn ông đã bị bắt ở trên xe với 1 kg, 1 kg thôi quý vị, không có nhiều lắm đâu, 1 kg cannabis. Chúng ta thấy cái hình ảnh trên cái trên màn hình đó là cái kilo cannabis, đó là một loại drug. Cái loại này người ta chế ra thành những chất mà gây nghiện, thưa quý vị. Mà sau này, sau khi mà họ chế biến ra là gọi là weed, là cỏ dại hay là cái gì đó đại khái như vậy, thì cái chất này nó gần giống như là cần sa, thưa quý vị, nhưng mà cái tác dụng của nó khác, nó làm cho người ta điên đảo. Thành ra cái Singapore mới ra cái lệnh rất là nghiêm ngặt, tất cả ai mà tích chữa mang đi đường trên 1 kg, tức là khoảng 2 pound, là coi như là bị treo cổ. Thì năm ngoái đến nay đã treo cổ rất nhiều rồi, chứ không phải là, thưa quý vị, là rất nhiều người rồi. Khoảng năm ngoái đây là khoảng 15 người đã bị treo cổ, và còn khoảng chừng mấy chục người khác treo cổ về vấn đề mà ma túy đó, còn là mấy chục người khác đó, tổng cộng là khoảng 100 người đã bị treo cổ về nhiều tội khác nhau. Còn riêng về vấn đề mà dùng ma túy mà bị giết đó, thưa quý vị, chúng ta thấy là trên toàn thế giới cũng có rất là nhiều người đã bị tử hình, án tử hình, chẳng hạn như ở China, ở Iran, ở Saudi Arabia, và ngay ở Mỹ nữa, là có khoảng chừng là năm vừa qua khoảng chừng hơn 100 người đã bị xử tử vì vấn đề mà sử dụng ma túy, là chuyển vận chuyển ma túy với cái số lượng lớn. Còn ở Hoa Kỳ thì mới đây trong cái ngày vừa qua đã báo cáo rằng là có khoảng chừng 5 người đã bị tử hình về vấn đề sử dụng ma túy hoặc buôn bán ma túy, thưa quý vị. Mà rất tiếc là trong cái số những người mà bị bắt về ma túy này có cả những người Việt Nam đó, nhưng mà không có nhiều lắm, có khoảng một vài người Việt Nam cũng đã bị bắt và bị xử rất là nặng về vấn đề mà chuyển vận ma túy, thưa quý vị. Dạ, và một cái bản tin đến từ Trung Quốc cũng như Đài Loan thì chúng ta cũng đã thấy là một cái sự gia tăng rất là căng thẳng giữa cái eo biển Đài Loan, khi Trung Quốc cũng đã xem Đài Loan giống như là một cái phần lãnh thổ chờ thống nhất, cũng như là lên tiếng rằng sẽ dùng vũ lực nếu như mà cần thiết. Nhưng mà người đứng đầu của đất nước Đài Loan là bà Thái Anh Văn, sau khi lên nắm quyền vào năm 2016 thì bà đã không có chấp nhận được cái gọi là một Trung Quốc, và đã trở thành một trong những cái vấn đề mà rất là gây cấn tại hòn đảo này. Bà luôn khẳng định rằng là không muốn đối đầu quân sự, cũng như là hy vọng rằng là sẽ có một cái cuộc sống hòa bình, ổn định và cùng có lợi đối với Trung Quốc. Nhưng mà bà vẫn khẳng định rằng là hòn đảo sẽ làm cho mọi, bà sẽ làm tất cả mọi thứ để nhằm bảo vệ cái hòn đảo này, để cho tạo ra cái quyền tự do và dân chủ cho những người dân của mình. Thì cái sự việc này, cái tuyên bố mới đây của Đài Loan đã được đưa ra khi mà quân đội Trung Quốc từ ngày 1 cho đến ngày 4 tháng 10 vừa rồi đã điều đến là 150 máy bay chiến đấu đã áp sát vào eo biển của Đài Loan, cũng như là tổ chức những cái trận tập trận tại phía nam của tỉnh Phúc Kiến trong cái ngày 11 tháng 10 vừa rồi. Và trong cái sự gia tăng căng thẳng giữa cái hai bên leo thang rất là xấu trong vòng hơn 40 năm qua đã xảy ra, thì Đài Loan đã lên tiếng cảnh báo rằng sẽ có những cái biện pháp đáp trả mạnh mẽ nếu như mà lực lượng của Trung Quốc vẫn tiếp tục áp sát vào hòn đảo, khi mà cái sự căng thẳng giữa hai nước này vẫn đang leo thang. Và lãnh đạo của cơ quan Đài Loan đã cảnh báo rằng là lực lượng của họ sẽ tuân thủ về những cái nguyên tắc đối với lực lượng của Trung Quốc. Nếu như mà Trung Quốc càng đến gần hòn đảo thì những cái biện pháp để mà chống trả lại sẽ rất càng mạnh mẽ. Thì nhưng mà họ hiện tại thì cơ quan này họ cũng rất lo ngại về cái nguy cơ rằng nếu như Trung Quốc phong tỏa eo biển Đài Loan và dẫn đến những cái thách thức nghiêm trọng cho vấn đề hoạt động phòng vệ của hòn đảo này thì sẽ như thế nào. Thì chính vì vậy mà người phát ngôn viên của văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc đã lên tiếng và đổ lỗi cho những cái giới chức Đài Loan, đã khiến cho cái sự căng thẳng leo thang, và đồng thời cũng lên tiếng bác bỏ về cái sự chỉ trích của Đài Loan. Khi mà ông đã nói rằng là những cái người giới chức của Đài Loan cũng đã thổi phồng gọi là một cái mối đe dọa quân sự của đại lục Trung Quốc là một cái sự đảo lộn hoàn toàn, là không đúng, và cáo buộc này là không có thật. Thì đây là một trong những cái thách thức mà Trung Quốc cũng đang đem tới và đang đe dọa Đài Loan. Hầu như là tháng nào cũng có một cái sự tập trận ở trên cái hòn đảo này.
và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị. Thưa quý vị, Đức Giáo Hoàng vừa mới tỏ ra rất là xót hổ khi mà Ngài cứ nhắc lại vấn đề mà sách nhiễu tình dục mà xảy ra tại các nhà thờ khắp nơi trên thế giới. Thế và do đó thì Ngài đã ủng hộ nhiệt liệt một cái viện nghiên cứu gọi là cái viện nghiên cứu gọi là Institute Studying Sexual Abuse of Minor, tức là cái viện nghiên cứu về sự sách nhiễu tình dục của trẻ nhỏ. Nhưng mà Ngài muốn rằng là cái viện nghiên cứu này không phải chỉ nghiên cứu về những trường hợp mà các trẻ nhỏ bị abuse, mà cả người lớn nữa. Thưa quý vị, thì Ngài nói xác nhận là cũng có cả những bà sơ cũng bị abuse, bà sơ cũng bị abuse, và những người mà kêu là làm việc thư ký ở cha thờ có thể cũng bị abuse. Cho nên là Ngài đã ủng hộ nhiệt liệt là cách expand, tức là mở rộng ra làm những chương trình mà nghiên cứu về vấn đề mà sexual harassment, sexual abuse, hách hiểu tình dục đối với cả người lớn nữa chứ không phải chỉ riêng trẻ em. Thì chúng ta biết những năm vừa qua thì có rất là nhiều vụ mà tố cáo và sách nhiễu tình dục đối với những thiếu niên, thiếu nữ phục vụ nhà thờ với tư cách là cái cậu cô giúp lễ đó. Bây giờ thì đã mở rộng lên tới cả người lớn nữa. Thì hy vọng rằng với những cái sự mà kêu là nghiêm khắc của Đức Giáo Hoàng hiện tại đối với vấn đề sách nhiễu tình dục thì vấn đề sẽ bị sẽ chấm dứt trong một thời gian ngắn. Thưa quý vị, trước đây Đức Giáo Hoàng cũng xác nhận là có vài cái sự bao che ở trong cái thời đại trước của Ngài, chứ không phải là của Ngài. Thời đại trước của Ngài có vài sự bao che, tức là những hồng y cũng giấu khi mà báo cáo có những sự sách nhiễu tình dục trong cái địa giáo phận của mình thì chỉ chuyển đổi những vị lĩnh vực đó đi thôi, và không có những biện pháp trừng phạt một cách nặng nề, hoặc là đuổi ra khỏi giáo hội, hay là tố cáo đưa cho cảnh sát để vào tù, mà chỉ chuyển đổi những vị lĩnh vực đó thôi. Thành ra những cái vụ tội ác đó vẫn cứ còn tồn tại hoài. Bây giờ thì Ngài đã dứt khoát là phải tuyên bố chiến tranh đối với cái cuộc sách nhiễu tình dục ở trong cái nhà thờ thế giới. Ngài nói đó là một sự hổ thẹn của giáo hội Công giáo. Dạ, và chúng tôi quay sang bản tin của đất nước Chile cho thấy rằng là hiện tại thì tổng thống của Chile là ông Sebastián Piñera, ông đang phải đối mặt với những cái cáo buộc mà về luận tội về cái hồ sơ Pandora này. Thì cáo buộc này cũng đã được một cái người nghị sĩ đối lập với cái đảng của ông đã đưa ra trước Hạ viện. Thì đây là một trong những cái bước đầu tiên để mà tiến hành luận tội tổng thống trong vòng vài tuần sắp tới. Và khi mà cái văn phòng của công tố Chile vào ngày 8 tháng 10 vừa rồi cũng đã mở một cái cuộc điều tra sơ bộ về những cái cuộc thương mại xung quanh công ty khai thác mỏ có tên là Domiga vào năm 2010. Và cái hồ sơ Pandora là một trong những cái hồ sơ mật đã được xem là một trong những cái đợt rò rỉ về những cái tài liệu của công ty gọi là offshore. Thì những cái tài liệu này có nghĩa là những cái người lấy những cái người chủ của công ty, họ sẽ chuyển những cái hoạt động của trong nước cái công ty của mình ra hình thức bằng cái nước ngoài, và có tạo ra một cái coi như là rò rỉ dữ liệu lớn nhất trong lịch sử, và tạo ra một cái cơn sóng thần coi như là phơi bày tất cả mọi thứ sự thật của tất cả những người đứng đầu của nguyên thủ quốc gia đã tại hơn 200 quốc gia cũng như là các vùng lãnh thổ, và chúng tôi cũng đã cập nhật trước đó cho quý vị. Thì tổng thống hiện tại ông cũng đã bác bỏ về cáo buộc và bày tỏ rằng là tòa sẽ xem xét và xác nhận cái vấn đề mà buôn bán cái công ty của ông Dominga không có sự bất thường và sẽ chứng minh cho ông là vô tội khi mà cái công ty này được bán với giá lên đến là 152 triệu Mỹ Kim. Thì Hạ viện của Chile cũng đã quyết thông qua cái vấn đề cáo buộc này để mà coi như là nhằm cho tổng thống trong cái cuộc bỏ phiếu vào đầu tuần đầu tiên của tháng 11 sắp tới về cái vấn đề luận tội. Mà nếu mà được Hạ viện thông qua thì cáo buộc này sẽ được chuyển đến Thượng viện, thì sẽ được thu nhận nhất trí của 2/3 trong số là 43 nghị sĩ để thông qua. Thì tổng thống Chile cũng sẽ bắt đầu cái cuộc luận tội này như thế nào thì chúng tôi sẽ tập cập nhật tin cho quý vị được rõ. Thưa quý vị, chắc là hết. Và chúng tôi cũng xin quý khán giả hãy giữ hệ thống băng tần NVNA TV và đến với một vài cơ sở thương mại đã bảo trợ cho đài. Chúng tôi sẽ quay trở lại phần điểm tin. Xin cảm ơn.